Ok, hello chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay anh em tập kéo nha mọi người. Đây anh em đang kê kê tai. Mỏi không? Thẳng đây ra. Kê tai đi cho nó quen. Sau này lên cắt tóc thiệt cái thì nó dễ hơn. Vừa kê tai vừa tập cái tướng đứng luôn. Đây bạn này là mới nha mọi người. Thuận nha mọi người. Thuận ở Vĩnh Long hả Thuận? Em ở đâu? Em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long. Còn hai bạn nữa mà hai bạn kia hôm nay vắng mặt. Tăng lên tay lên chuột luôn rồi. Kiên thẳng tay ra kiên. Anh em tập lắc cái ngón tay cái á. Cắt ngón tay cái á. Thấy ấy trên nước cái nó nhẹ nhàng không? Còn mấy tay hướng nó nặng không? Tại mình cắt tóc là mình phải cho nó nhẹ nhàng, thấy không? Vậy là quen rồi nè. Đó, sau này anh em lên cắt cho nó dễ hơn. Dễ đứt tóc nữa. Được chưa? Thấy nhẹ nhàng dễ không thân? Đây cho nước nha mọi người. Cố gắng tập 5 phút nữa đi rồi anh em nghỉ, tí xíu tập tiếp. Ủa em thận tay trái mà sao em cầm tay phải ta? Ờ tay trái. Ờ hai đứa tay trái. Còn bên đây tay phải hết. Ôi cái gì mà ôi. Mọi người tập đi chứ. Anh em tập cho em, anh em thôi chứ đâu tập cho thầy đâu. Cố gắng tập vô. Để lên cắt tóc thiệt á thì nó dễ và dễ đứt nữa. Còn anh em mà không tập cái vô cắt tóc thiệt nó không đứt. Vô cái nó bị sợt 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 sợt. Lên chuột chưa Thận? Lên chuột luôn phải không? Đông lên chuột rồi nè, chuột cứ ngắt rồi à. Tí xíu kết hợp kéo với lượt luôn nha anh em. Để tay xéo xéo á, đừng nè, cái này là anh em phải đi xem. Ok. Mở tay chưa? Rồi ok anh em á, thì anh em nào có xem video này cho anh em mình xin một like nha anh em. Hẹn anh em những cái clip tiếp theo nha.